Bà chia sẻ lại giùm em nha mấy chị, chia sẻ lại giùm em, vô lại giùm em mấy chị ơi. Thank you.
đang nhắn gì vậy chị? Chị nào? Chị nhắn em không hiểu chị. Chị nhắn rõ ra giùm em nha. Chị nhắn em không hiểu. Rồi nhắn lại, chia sẻ lại lại giùm em nha mấy chị. Nhắn gì chị nhắn rõ ra giùm em. Em chưa hiểu cái câu đó. Rồi khúc này 35 cho chị Nguyễn Hương. Ok chị. Rồi khúc này 1,5 m thôi mấy chị. 1,5 m mấy chị. Lụa không giảm nhưng mà mấy chị cũng lên đặng lên bộ được nha. Không cần đó. Có 26k. Chị nào thích cái bên màu đen lên giùm em 26. Em chào chị Hồ Như Tuệ Mẫn nè. À, em chào chị Thiện Tâm. Chị Thiện Tâm comment cho em không hiểu nha chị. Rồi 26k. Mẫn này 1,5 m luôn. 26. 26 em. Rồi 26 là chị Nguyễn Hương luôn. Rồi phi lụa nè mấy chị. Phi lụa khúc này 1,37 m. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em 37. 1,9 m. Phi lụa mấy chị có thể lên đầm lên bộ được nha. Dập tay hay không? Làm gì vậy? Cửa à. Em đang đứng ngay cửa đằng sau là bé em á. Rồi 37 giùm em nha. Nó có độ co giãn nha mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. 37. Ai thích thì lên giùm em 37. Vải màu. À vải màu. Vải màu là em chị có chốt ra đơn bên em rồi hả chị? À, hay là chị hỏi em lên chưa? Nếu như có chốt đơn thì em đi rồi nha chị Thiện nha. Rồi mẫu này mấy chị qua lụa nè. Đơn áo không cần lót nha. 25. 1,5 m. 25k. Có độ mềm giãn nha mấy chị. Đơn áo không cần lót. Nghe qua coi thì mẹ ly nước cam rồi con. Đó 25 giùm em. Ai chưa hỏi chị rồi đẹp lên giải màu nha. 25. Chắc này mấy chị đơn áo không cần lót. Lên đầm thì lót giùm em nha. Chắc thôi nó là mềm giãn luôn nè. 25. Đó rất là đẹp của mấy chị. Mấy chị hỏi em lên màu đúng không? Để em ra lụa màu chung với hàng ký nha cho mấy chị luôn nha. Rồi chị lấy màu này lên giùm em. Màu xanh. Màu xanh đậm nè mấy chị. Nó có độ giãn rất là mát luôn. 2 m nó chỉ có 45k thôi nè. Rồi chị nào thích thì lên giùm em 45. Nó có độ giãn nha. Lên đậm lên bộ cũng được. Rồi lên giùm em 45. Có giãn nha mấy chị. À, đúng màu không chị Thiện Nhân? 45. Em lên từ từ để mấy chị chia sẻ cho em đi rồi em lên lụa màu nha. Không. Rồi khúc lụa khúc này phi lụa. Ai thích thì lên giùm em nha. Có 19k thôi. Đó có độ giãn thôi mấy chị. Lên được một cái áo 19k. Alo. Chị nhắn em không hiểu luôn á chị. Alo hả chị? Rồi 19 giùm em nha. Nó có giảm nha mấy chị. Rất là đẹp luôn nè. 19. Chị nào có thể chốt giùm em 19k. Rồi bi màu xanh nè. Xanh lợt. 19 cho chị Nguyễn Hương. Rồi bi màu xanh lợt nè mấy chị. Cái này à. Màu nâu chua hả chị? Màu nâu chua em hết rồi chị ơi. Rồi chị nào có mẫu này lên giùm em 42 bi nha. Bi chất lụa này rất là mềm giãn luôn mấy chị. 42. Ai thích thì chốt giùm em. Có độ co giãn nha. À mấy chị ơi khúc này nó bị dơ tí xíu. Chưa đâu. Rồi dơ tí xíu nha. Bán rẻ cho mấy chị khúc này 35k thôi. Lên giùm em dơ 35. Em bán rẻ luôn, nó bị dơ xíu mấy chị về mai né ra giùm em. Rồi dơ 35. À, gắn là chị gắn em chưa về tới chị. Em cũng có gắn chứ mà em hết rồi. À cái mẫu này lên giùm em nha. À, gắn chắc lai sao nữa khó đó mấy chị. À có thể lên giùm em 35. Dơ nha mấy chị. Cái này nó dơ nhưng mà mấy chị mai cũng được một bộ nha. Dơ 35 giùm em. Rồi bi 100D bi nha. Bi màu xanh đen. 43
25 có chân nha, rất là đẹp luôn. Cái này mấy chị lên đầm lên bộ gì cũng được.
giùm em 25. Chắc nó là mềm giãn không á chị? 25 đó, mềm giãn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chị nào thích món này luôn.
Nhung là gì chị? Rồi 25 giùm em.
nhung thôi chị. Rồi chị nào xếp hộp này lên giùm em, khúc này 1 mét là lên được một cao lẻ, có 18 cao luôn. 18 nha. Ủa Hàng Châu có giảm luôn nè, Tâm Đê có giảm luôn nè. 18 cao. Ai có thể lên giùm em 18. Có giảm luôn đó chị. Cái lụa Hàng Châu chữ quê nè, mẫu này rất là đẹp luôn, 44k. Chị nào thích thì lên giùm em mã 44 nha, 2 mét luôn mấy chị. 44 có độ giãn rất là mịn mát, chữ quê lên đầm bộ lên áo kiểu áo sơ mi gì cũng được hết. Rồi 44 giùm em nha, rất là mịn mát luôn mấy chị, có giãn mạnh luôn. 44 chị nào thích thì chốt giùm em nha. Rồi 44 cho chị Lợi Trần Thi, 44 cho chị Thiện nha. Còn nữa không? Rồi chị nào cái mẫu này lên giùm em cái bao nè mấy chị, 37k, 2m2 luôn, Hàng Châu bao có độ giãn nha, 37. Lụa Hàng Châu bao nha, 37k, có giãn rất là mịn mát luôn mấy chị, nên đầm lên bộ gì cũng được nè. 37 chị nào thích thì lên giùm em. Rồi cái hoa nhí đỏ hồi nãy không còn nè, 37 cho chị Thuyền nha. Hoa nhí đỏ hồi nãy không còn nè mấy chị, chị nào thích thì chốt giùm em khúc này nha. 55k, 3m3 luôn mấy chị, có 55 thôi. Chắc là mấy chị có thể lên được 2 bộ luôn nha, 2 bộ hoặc là 2 cái đầm. 55, 3m3, không giãn nhưng mà không cần lót nha, rất là đẹp luôn. Rồi chị nào thích thì lên giùm em 55, 55 là 3m3 luôn mấy chị. 55 giùm em. Rồi phi lụa. Cũng được nha, 47, 2m4 luôn mấy chị,
2K, 2m1 luôn, 42. Đồ 100db nha mấy chị, có giảm. Rồi lên giùm em mã 42. Có giảm nha, chất rất là mịn mát luôn nè. 42. Ai có thể chốt giùm em 42 cho chị Hoàng Dung Đỗ nè. Rồi cái hàng cao này mấy chị, hàng dạng lạp thể nè, 44k nha, 2m2. Lên thì mẹ mã 44, 100D có giảm nha mấy chị, 44 giùm em. Rất là đẹp luôn, cái này mấy chị lên tầm, lên bộ, lên Miramar thì cũng được nha, 44. Đẹp lắm không mấy chị? Rồi chị nào có thể chốt giùm em 44 nha. Hàng cao cũng có dạng rất là mịn mát luôn. 2m2 có 24, 1m2 có 24 thôi mấy chị. 24 có dạng nha. Rồi 44 thì chị Hoàng Dung Đỗ luôn. Rồi 24k nè. Chất rất là mịn mát luôn, lên đầu nắng giống em mặc cũng được, hoặc là lên được một cái áo nha. 24k. Em có số điện thoại chị rồi nha. Mày biết hai đuôi không? Em có số điện thoại chị rồi nha chị. Không có là từ đầu em xin rồi, nhưng mà không biết lý do sao em có sẵn rồi. Chắc kiểu lần trước chị chốt đơn nhưng mà kiểu không đủ đơn, em chưa đi được á. Rồi chị nào thích khúc này lên giùm em. 1m3 nè mấy chị, có 22k thôi, đủ beo. Màu đen. Rồi lên giùm em nha. 22 màu đen là gì chị? Rồi lên giùm em mã 22. Màu đen bên đây là to đó chị, 2m60. Rồi chị thích con đen lên giùm em là con đen 2m60 nha. 22 cho chị kiểm nè. Em hết rồi nha chị Thiện nha. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em nè. Cái này chắc là lụa phi ngủ có dạng với chị, rất là đẹp luôn nè. 3m2 nha, 3m2. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em 60k mấy chị, 3m2 luôn có dạng. Hoặc là mấy chị lên mã 60 chị đâu giùm em. 3m2 là 60, mấy chị lên 60 chia đôi, chia đôi cho mấy chị nha. 60 hoặc 60 chia đôi. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em. Chị nào có thể lên giùm em cái lụa màu đen nè mấy chị, 2m40k, 40 giùm em nha. Chiều
leo là to đó nha chị. To lên giùm em mã 40 lụa màu đen. Co giảm 4 chiều với chị, lên đầm, lên bộ, lên quần, lên gì cũng được với chị, nó to đẹp luôn. Cái chiều leo này là to nha mấy chị. To nha, 2m65. Rồi lên cái mẫu này lên giùm em 40 nè. Có độ giảm rất là mịn mát luôn. Giảm 4 chiều. Lên áo, lên đầm, lên bộ gì cũng được nha. Nó giảm 4 chiều mấy chị. Rồi chị nào thích chà neo lên chà neo giùm em nha. 2m65, to lợn 1 nha mấy chị. 2m65. Rồi mẫu này ai thích thì chốt giùm em. 3m2 luôn nè. Có 52k thôi. Lên giùm em mã 52. Lên áo, lên đầm, lên bội cũng được mấy chị. Lụa này có giảm nha. 52. Nó 3m2. Lên giùm em mã 52. Cái này rất là mịn mát luôn, có giảm 52 giùm em. Lấy cũng màu tím sâu luôn. À ok chị. Rồi cái màu tím này chị nào thích thì lên giùm em nha. 39k, 2m nha mấy chị. 39. Màu tím còn tay luôn. Rồi 39 giùm em nha chị Lợi Trần Thi. Ồ chị Lợi, à đúng rồi, chị có thích thì lên mã 39 giùm em. 39 cho chị Lợi Trần Thi nè. Rồi chị nào thích 39 thôi lên 39 giùm em nha. Lấy cho bấm lại nha. Thì chị đâu ở đây có bấm. Rồi cái màu màu này màu riêu mấy chị. Chị nào thích thì lên giùm em. Cái này lụa không giãn nhưng mà chắc không cần lót nha. 38k. Nó 2m nè. Lên áo, lên đầm, lên bộ thì cũng được mấy chị. Không giãn nhưng mà chắc không cần lót. Màu kem kem riêu riêu 38. Bông xanh Chanel. Ok chị Thiện nha. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em 38 nha. Có bông xanh Chanel là thế nào đâu chị? Có cái mẫu này Chanel nè chị. Cái mẫu Chanel này là to nha, chứ không có cái bông xanh nào nữa đó. Bông xanh Chanel là cái hàng thứ mấy chị nói giùm em nha. Rồi 38 với chị Thiện nha. Bông xanh Chanel là cái nào em không thấy luôn, không biết luôn. Rồi trăm đê beo này chị nào có thể chốt giùm em nha. 2m40. Còn mấy chị lên mã 40 kèm xuống mét giùm em. Nó có độ co giãn luôn mấy chị. Nó 40 và 40 kèm xuống mét nha. Có giãn. Lên áo, lên đầm, lên bộ gì cũng được hết. Rồi lên giùm em mã 40 hoặc là 40 kèm xuống mét. Giờ ghi ghi trên xào. Hướng 2 xanh dương. Hướng 2 xanh dương mấy chị. Cái mẫu này hả chị? Cái mẫu này là ngôi sao. À chị Linh Võ. Cái GG là cái ngôi sao nè. Chị là to nha, 2m65. Và chị nào thích to lên giùm em mã 65. Còn cái lụa này lụa trăm đêm mấy chị. 2m40. Lên đầm lên bộ gì cũng được nha. Và chị nào thích lụa lên giùm em mã 40. Còn ai thích to lên giùm em 2m65 nè. Rất là mịn mát luôn mấy chị, rất là đẹp nha. Lên giùm em mã ngôi sao 65. Em chốt cho mấy chị 2m nha. Ngôi sao 65. Đúng thì ok giùm em. Còn cái mẫu Chanel này cũng là to nha mấy chị, 2m65. Nó rất là đẹp luôn nè. 2m65 luôn. Chị nào có thể chốt giùm em mã 65 Chanel. Chanel 65. Rồi cái này lụa Hàng Châu. Chị nào thích cục lụa Hàng Châu thì lên giùm em 38k. 2m2 luôn á chị. Có 38 thôi. Có giãn nha. 38. Lấy hai cục đó
chị có đơn thì khỏi lên số điện thoại, còn chưa có đơn thì chị lên chữ Chanel kèm số điện thoại, kèm mã 65 giùm em nha. Chanel kèm mã 65. Rồi, cái này mấy chị lên chữ G kèm mã 65 luôn. Rồi chị nào có thể chốt luôn giùm em nha. Lên đúng mã chị chốt mấy chị. Rồi 38 em hết cho chị Chi Nguyên. Rồi 38 cho chị Chi Nguyên luôn nè. Ok chị. Rồi coupon này em có lẻ à, bán lẻ cho mấy chị khúc này 10k thôi. Cái này mấy chị về lên được một cái áo nha. Nó cũng rất là đẹp cho mấy chị 10k thôi. Lên áo cũng không cần lót của mấy chị 10k. Rồi ok chị Ninh Võ. À, chị nào thích chữ thích hai cái mẫu con này nữa lên giùm em nha. G65 hoặc là Chanel 65. Lụa măng gồ màu đen hoa nhỏ. Màu đen hoa nhỏ là cái nào chị? Màu đen hoa nhỏ là cái màu này đúng không chị? Cái này mấy chị lên là hoa cam giùm em. Hoa cúc. Dạ ok chị. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em là hoa cam. Cúc hoa. Cúc hoa là gì chị Lê Trang? Em chào chị Lê Trang nha. 2m75. Lụa măng gồ nhưng mấy chị có thể lên áo dài đầm bộ gì cũng được hết. Rất là đẹp luôn mấy chị. 2m75. Rất là mịn mát nha. Áo dài đầm bộ gì cũng được. Chị nào cái mẫu này lên giùm em là hoa cam 75. Em xé cho mấy chị 2m nha. Hoa cam 75 em xé cho mấy chị 2m. Rồi von. Von đến kim nhí cho mấy chị màu xanh nè. Chị nào thích thì lên giùm em. Cái mẫu này là 2m mấy luôn nè. 2m4 luôn. Rồi 34k. Cúc hoa 10k cho chị Lê Trang. Và chị Lê Trang mới thì kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi 2m3. Mẫu này ai thích thì lên giùm em. 32k. Con này mấy chị lên áo cũng không cần lót cho mấy chị. Lên đầm thì lót giùm em nha. 32. Lên giùm em mã 32. Chắc rất là vừa may luôn mấy chị. 32 con. Có dạng luôn nha. Rồi cái von màu đen hoa nhí nè. 25. Cái này lên áo cũng không cần lót nha. 1m5 25. Lên áo không cần lót, còn lên đầm thì lót giùm em nha. Rồi 1m5 lên giùm em 25. Ok chị Lê Trang. Rồi cái lụa này không giãn nhưng mà chắc mấy chị không cần lót nè. Lên áo, lên đầm, lên bộ gì cũng được mấy chị. 2m. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em 40k. Không giãn nhưng mà chắc không cần lót nha. Nó tam giác nhí với mấy chị. Áo đầm bộ gì cũng được hết. 40k giùm em nha. Chốt rất là mát luôn. 40. Ai thích thì lên giùm em mã 40. Rồi 40 cho chị Nguyễn Nhân nè. Và cái lụa beo màu đen nha. Hai mét hơn nè mấy chị. Và 40 chị Thái Mùi Thị em hết nè chị. Hôm nay mấy chị lên là beo đen 40 luôn nè. 40 em hết nè chị Thái Mùi Thị. Rồi beo đen 40 luôn. Chào chị Ngân Bùi nha. Quẩy đen phía sau là lụa màu. Lụa màu có giãn đó chị. Rồi 40k. Đó, beo đen. Cái này cũng không giãn nhưng mà chắc không cần lót nha. Lên giùm em beo 40. Beo đen 40. Mấy chị lên đầm, lên bộ, lên áo gì cũng được. Ai thích thì chốt giùm em 40 luôn. 40 beo đen cho chị Linh Võ. Rồi cái mẫu này đây, mấy cái tấm dây này nè. Bấm lại đi. Rồi 40 beo đen cho chị Thiện Nhân nè. Bấm lại thành một cái.
tâm đê sọc nha. Rồi chị nào thích tâm đê sọc lên giùm em sọc 42 hoặc sọc 42 kèm xuống lát giùm em. Cái này cũng còn cây nè. Rồi sọc 42 hoặc sọc 42 kèm xuống lát. Cái này mấy chị có thể lên áo sơ mi nam, sơ mi nữ gì cũng được, lên đầm cổ cũng được mấy chị. Cái sọc này rất là đẹp luôn nè, nó cũng có độ giãn nha. 42k 2 mét. Hoặc mấy chị lên là sọc 42 kèm xuống lát giùm em. Phi lụa màu cam mấy chị. Rồi 42 cho chị kẽm đi. 42 cho chị diện nha. Rồi cái sọc này chị nào thích thì lên giùm em nha. 3 mét luôn mấy chị. Có 37k 37. Không giảm nhưng mà chắc mấy chị không cần lót nha. 37 giùm em. Cái này mấy chị lên áo, lên gì cũng được nha, lên đầm gì cũng được. Rồi lên giùm em 37, 3 mét luôn nha mấy chị. Có 37 thôi. Rồi phi lụa xích màu đen 60k 37 cho chị Linh Võ nè. Rồi 60 giùm em nha. 2 3 mét luôn mấy chị, 60k. Sao mắt này mình cho sáng lên. Cái này 60 giùm em. Rồi phi lụa xích nha. Chắc này mấy chị có thể lên đầm mình bộ được luôn. 60k. Có dạng 60. Con ngựa đứng ra mình đóng cửa luôn luôn rồi. Rồi 3 mét 60 hoài mấy chị lên mã 60 chi đâu em cũng xé nó cho mấy chị được luôn nha. Thank you.
gửi mail thì nào biết mail lên mail giùm em nhé. Này có 30 cao thôi, nó 1m30 cũng có độ giãn nha mấy chị, nên nằm lên bồi cũng được nha. 30 lên màu hả chị? Ok chị, rồi lên giùm em 30 tí xíu nếu lên màu nha chị. Lợi trong hơi rồi lên giùm em 30 nè. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị, chia sẻ giùm em nha. Rồi 30k tí xíu nữa nha chị. À, chị cần đăng chưa nhận được hả chị? Là tại vì shipper nó chắc nó kẹt đơn giao á chị. Đen sang xào hả chị? Tại mở mai quần ốc xuông thì em có cái chất này nó không giãn, nhưng mà mấy chị mai quần ốc xuông đẹp nè, để em lên cho mấy chị coi. Lấy đây cây lụa rồi đang mai quần, để em lên cho chị coi nha. Còn ốc xao thì em nghĩ mai quần cũng được mà nó không có đẹp, không có đúng quần bằng. Rồi cái mẫu nam mấy chị lên giùm em 36k phi lụa nha mấy chị, 36 rất là đẹp luôn nè. Rồi lên giùm em 36, nó có độ giãn nha mấy chị. 36 giùm em có dạng 36 chị lên vỏ nè. Cái chất này chị có thể may quần ống xuông ống đứng đẹp nè chị, 2m. Rồi em bán rẻ cho mấy chị 2m này 52k thôi, màu đen nha. Đó, 52k 2m, nó không dạng nhưng mà chất này mấy chị may quần ống đứng rất là đẹp luôn nè, nó đứng quần mấy chị. Rồi lên giùm em 52k 2m nha, may được quần ống xuông ống đứng rất là đẹp luôn. Chị nào số này chốt giùm em 52. Cái này mấy chị cũng có thể may đồ giả vét cũng được luôn. Ok chị Tuệ nha. 52 cho chị Hoa Thúy Tuệ Mẫn nè. Rồi cái này cho Beo nè mấy chị. Okay. Chị Tuệ Mẫn lên số điện thoại giùm em nha chị. Rồi cũng hàng cho Beo này 3 nhé. Hơn luôn mấy chị. Khúc này cũng 52k. Rồi 3m3 luôn nha. Chị nào thích lên giùm em mã 52 luôn. Đi vô đi dạ. Vô đi con. Rồi 3m3 luôn mấy chị, 52. Hàng cho Beo này có giãn nha. Lên đầm lên bộ gì cũng được mấy chị. Nó có giãn. Cho 100k mới đi đường nha mấy chị. Chốt cho đủ cho 100k giùm em mới đi đường được nha. Rồi beo 52, mấy chị lên 52 chia đôi cũng được luôn. Chia đôi em xé đôi cho mấy chị nha, là cũng còn được 1m65, 1m7. Rồi 52 cho chị Tuệ Nhân luôn. Cô đi cuối đây nắng luôn rồi. Phải không đó, phải không? Lo ghế đi đâu vậy con? À, khúc lụa này mấy chị may được ống lẻ, còn có một cái đầm. À, quả là một bộ đồ ngắn luôn, bán lẻ cho mấy chị khúc này nè. 1m2 luôn nè mấy chị, 20k ha. Rồi em bán lẻ cho mấy chị khúc này 20 ha nè. Lên giùm em mã 20. 20 nha. 20 đồng có. Rồi xuống đi. Rồi ok chị Tuệ Mẫn nha. Rồi 20 giùm em. Ai có tiền chốt giùm em nha. Kích sớt chiếc lá nè mấy chị. Mình sẽ mất gì không ngồi mà cũng đứng gì ta. Mày đi vô các mày. Đứng rồi tôi bắt đầu lòi ghế. Đứng rồi lòi ghế. Rồi chị nào thích khúc này lên giùm em nha. Cái sớt chiếc lá nè mấy chị. 1m7, 1m8 nè. 30k. 30. Ủa mấy đứa đâu hết nè. 30. Vậy thôi con mở cửa tao quát ra luôn rồi. Đóng như chi vậy à. Mở cửa ra luôn rồi. Ba là cái gì? Mở cửa thì thu giữ em. Còn hỏi ai thì bây giờ đứng vô đóng cửa rồi. Rồi 30 cho chị Thiện Nhân nè. Thôi tôi dẹp cái thông báo trường hợp đó luôn á. À, chị nào cái mẫu này lên giùm em mấy chị. Lúc này 1m mát luôn nè. Phi lụa nha. Có 20 thôi. Lên giùm em mã 20. Nó cũng có độ giảm. Cái này mấy chị lên được một cái áo lẻ hoặc một bộ đồ ngắn luôn. 20k. Ai thích thì lên giùm em nha. Có 20 thôi mấy chị. Rồi cái hôn
lụa nè mấy chị, nó đá cũng không cần lót nè. Hai cái mũ này lên giùm em nha, 1m7 nè, 27 kha. Nó đá không cần lót mấy chị nhí màu hồng 27. Rồi 20 cho chị Trần Năm nè. Rồi 27 giùm em nha. Nó chắc vừa mai không bị mỏng nha mấy chị. Cái vô này rất là mịn mát luôn. 27. Hai cái con này chốt giùm em. Rủ bi trắng, cái rủ bi màu trắng 44 kha. 20 em nói là chị Phương Kim ơi. Rồi 44 kha, 2m8 không mấy chị. Nó cũng có độ giãn nha. 44, 2m8. Lên áo, lên đầm, lên bộ gì cũng được hết. Ai thích thì lên giùm em 44. À, các hàng đó chị, các hàng lai sao có chị. Lai sao có các hàng chị Lê Thảo ơi. Ngày mai ngày mốt thì chị vô lai giùm em nha. Chị muốn mua các hàng chị bấm theo dõi trang, theo dõi lai giùm em đi chị. Em cũng lai về. Rồi 44 giùm em nha. Không được chúng em có là em hết rồi. Rồi chị nào cái mẫu này lên giùm em mấy chị. Của màu đen hoa nè, 2m. Nó lên giùm em 45. Nó cũng có độ giãn nha, rất là mịn mát luôn nè. 45 giùm em. Rất là đẹp luôn nè mấy chị. 45. Trên áo, lên đầm, lên bộ gì cũng được nha. Có giãn. Chị nào có thể chốt giùm em 45. Rồi phi lụa sọc. Phi lụa sọc này chị nào có thể chốt giùm em. À, sọc thì mấy chị lên áo sơ mi nam, sơ mi nữ cũng được mấy chị. Đó, sọc lên thì em sọc 37 kha không? 37 nha, sọc xanh. Chị nào có thể lên giùm em 37. Có giãn nha mấy chị, chắc rất là mát luôn nè. Rồi 37. Con hoa. Có con hoa này à. Chị nào có thể lên giùm em nha. 2m. Có 27 kha thôi mấy chị. Cái này mấy chị lên áo cũng không cần lót, lên đầm thì lót giùm em nha. 27 luôn. Chị nào có thể lên giùm em mã 27. Lên áo không cần lót nha, lên đầm thì lót giùm em 27. Con hạt màu xanh biển nè, 26 kha, 1m6 không mấy chị, 26. Con hạt màu xanh nước biển nha. Rồi lên giùm em mã 26. Chắc này mấy chị lên áo cũng không cần lót nha, nó vừa mai mấy chị. 26. Chị nào có thể chốt giùm em 26 kha. Rồi cái chất xốp này lên áo sơ mi đầm bộ gì cũng được nè. 42. Đó, co giãn 4 chiều rất là đẹp mấy chị. 42. Rồi em xốp màu vàng da này lên giùm em 42 nha. Lên áo sơ mi áo kiểu đầm bộ gì cũng được hết. 42. À, chị Dương Dương. Caro nhí màu đen hả chị? 3m4 hả? Cano nhí màu đen thì tạm thời em hết. Em chỉ còn có không phải 3m4 chị, em còn một phút, 2m là hết rồi chị. Phút này à. Để em coi cái này có bao nhiêu rồi em chốt và chị được thì chị lấy nha, tại vì em chưa có nhập hàng về được. À, rồi chị Dương Dương ơi, em còn phút này 2m nè. Rồi em chốt với chị 2m nha. 2m với phút này chị được thì chị lên 2m giùm em. 2m 65. Chị lên mã 65 giùm em. Còn cái khúc này 1m8 đó chị. Em chỉ còn 2 khúc thôi. 1m8 với là 2m. Rồi chị có thể lên giùm em nha. 1m8 em tính chị khúc này khúc kia 65, khúc này em tính chị 55 kg thôi. Được thì chị lên giùm em mã 65 với mã 55 nha chị. Làm hết cây.
cái mẫu này à, nó 1m6 với chị, có 30 cân thôi. Lụa Hàng Châu nhé, có dạng 30. Chị nào thích thì lên giùm em 30. Chị vuông vuông được không chị? Rồi được, là 65 với 55. Rồi ghi cho chị vuông vuông. Chị lên mã 65 với 55 giùm em đi chị vuông vuông. Rồi là 65 với 55. Rồi 30 cho chị Thiện Nhân nè. Con này con hai da da rắn nè mấy chị. Chị nào thích mẫu này lên giùm em. 45k thôi, 1m6 nha, 45. Chị Dương vô lên mã 65 với mã 55 giùm em chốt chị nha. Con này chưa? Con khúc này 45. Con hai da nha mấy chị, da rắn. 45 mấy chị có thể lên đầm, lên bộ, lên áo gì cũng được hết. 45 giùm em. Rồi các phi lụa này mấy chị lên được một cái áo nè. Ok chị vuông vuông. Tự rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em. Ta thích mẫu này lên giùm em 15k mấy chị, phi lụa nè. Cái này mấy chị lên được một cái áo luôn, 15. Đúng rồi, đẹp luôn mấy chị. 15k được 1m1 nha. Nó cũng có độ giãn nhẹ luôn. À thôi, cái này nó bị bể khổ thôi, em tặng cho mấy chị nè. Em tặng cái gì về mai được một cái áo mà mấy chị lên chữ tặng đi, em tặng nha. Nó bị bể khổ rồi. Rồi em tặng á, chị Nhân lên chữ tặng giùm em nha. Em tặng luôn á. Dạ đúng á chị, phụ tiếp mại. Lên cho mấy chị coi mẫu nha, nó có độ giãn rất là mịn mát luôn.
Dạ khoảng 1m50 mấy đúng không chị?
chị đo cái mẫu này lên giùm em nha. 18K, nhí màu xanh. Khổ là khổ to luôn nha chị. Em chào chị Dung Trần. Em đem lô này hàng ký, còn cái lô caro là ca tê lũa của chị. Nó có độ co giãn, lên đầu, lên bội, lên đam mai gì cũng được luôn. Rồi 18 cho chị Phương Kim. Tiện tổng á, cái chỗ để đồ mớ ta mới lạnh á. Chị Phương Kim lên số điện thoại giùm em nhanh. Dạ em không có màu đen không khác chị. Rồi lên nha. Số điện thoại giùm em nha chị Phương Kim. Dạ em đồng giá xin là 35K nha mấy chị. Rồi chị nào xin mẫu này lên giùm em. Ok chị Phương Kim hồi nãy tại vì chị có cho nhưng mà chưa có đơn cho nên chưa có in được. Rồi 3m rồi mấy chị. À, cái mẫu này lên giùm em. 50k nha. 3m. Em chào chị Tiến Ngọc. Caro là ca tay lũa chị. 33k 1m, 2m65 nha. Rồi chị nào thích màu xanh lên màu xanh giùm em nè. Bê màu xanh 50. 3m1 của mấy chị 50. Rồi lên giùm em mã 50k nha. Em nói chị nó nghe được bấm máy lạnh mà làm gì mới được 50k. Số điện thoại trên ghế nha, tắm trên ghế nha. Rồi cúc lụa này rất là mịn mát luôn nè mấy chị, có giãn là 1m2. Chị nào thích thì lên giùm em 24k. Hả? Có giãn luôn mấy chị 24. Màu đen em còn có 1 phút nha chị. Ai có thể lên giùm em mã 24 nha. Màu đen em còn có 1 phút thôi nha. Chị lấy gì lấy hết giùm em chứ không có xé mét được nữa chị. Dạ em không có hôn chị. Rồi 1 phút 2 mét màu đen là chị lên giùm em 65 nha. Em không xé lẻ được tại em còn đúng 2 mét hết. Chắc 5-3 ngày nữa mới về hàng nữa mấy chị. Cho nên là em không có hết hết màu đen. Em hết cũng rất là nhiều màu. Em chỉ còn được 5-7 màu thôi. Cái màu đen là chị nào thích thì lên giùm em 65 nha. Chị Phạm Huy Phong có thích thì lên giùm em 65. Rồi bò. Bò mét 7. Xanh lá mét 7. Rồi màu đen còn đúng 2 mét tầm 65. Chị nào thích thì lên giùm em nha. Đen 65. Caro màu hồng cho chị Phương Kim. Ok chị. Rồi chị có không hết thì tại vì bây giờ em còn 2 mét thôi chị, em không xé ra được. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em. Quên lụa nha, đơn áo không cần lót nha. Rồi 2m nè mấy chị. 26k. Đơn áo không cần lót nha. Lên giùm em là 26. Lên đầm thì lót giùm em nha mấy chị. 26. Chị nào có thể chốt giùm em. Rồi khúc này mấy chị lên áo cũng được, không cần lót nè. Nó 1m7 luôn mấy chị. Có 20k thôi. Lên được một cái áo. Bên áo không cần lót, còn mấy chị lên đầm thì lót giùm em nha. 1m7 mà có 20 thôi. Chắc nó là mềm mát luôn, có độ giãn nhẹ. 20. Cái mẫu này mấy chị có thể lên xanh lá xanh dương. Em chào chị Phạm Minh nha. Kem xanh lá xanh dương một cái là bao nhiêu mét chị, vào kèm số điện thoại giùm em luôn. Bao nhiêu mét vào kèm số điện thoại giùm em luôn nha chị. 20 cho chị Tuyết Ngọc nè. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em. Cái này nỉ mấy chị có thể lên quay chống nắng áo khoác lên thì cũng được mấy chị, còn không may về may ra quá cũng được, lên áo khoác cũng được nha. Ta thích mẫu này bán rẻ lên 2m30 căng, 2m30 nè. Em hết cây là còn có một phút này nữa em hết. Ta thích thì lên giùm em nha. 30k 2m, lên áo khoác cũng được mấy chị, váy chống nắng cũng được nha. 30
xét đi xem. Màu gì? Mẹ ba mua cho chị Linh Võ nè. Mẹ mua cho chị Thiện Nhân nè. Em hình như em còn hai cái phó nè. Rồi chị Phạm Minh lên số điện thoại và kèm xuống app giùm em nha. Lên số điện thoại giùm em. Rồi 30 em hết nha mấy chị. Rồi chắc shop. Chị nào thích shop thì lên giùm em nha. Shop. Mọi thứ 1m7 ok chị. Đỏ nè.
xinh lắm. Bye, baby.